Các bạn đang nghe truyện con ta nhanh liều cho cha trên kênh TV Audio CV. Chương 416 Kế hoạch đánh phủ đoàn long, tay phải hắn đấm ra một quyền, nắm đấm màu vàng ống không ngừng tăng vọt, nháy mắt đem toàn bộ thiên khung đều bao phủ lại, khí quyển đường hoàng, để người ngạt thở, đây là một loại lực lượng thuần túy. Một quyền này, không bao hàm bất luận cái pháp tắc cùng đại đạo gì, nhưng lại có lực phá hoại cực hạn, có thể đánh phá chân không, băng diệt vạn pháp. Bất luận cái thời đại gì, đều có nhân vật kinh diễm, mà cầm long võ đế, không thể nghi ngờ, hắn là người kinh diễm cái thời đại kia, hắn trời sinh thần lực, đằng sau càng là đi lên con đường lấy lực phá pháp, khoáng cổ tuyệt kim, thật mạnh, con ngươi tần xuyên co vào, lực lượng của hắn hiện tại là thể trang bức cho, cũng không phải là mình đột phá cảnh giới, cho nên còn xa xa không cách nào làm được cùng cảnh vô địch, cho nên đối mặt một quyền này, lại có loại cảm giác nhỏ bé. Không hổ là nhân vật tuyệt thế mấy vạn năm mới ra, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không cách nào đối đầu, đã như vậy vậy liền đi chỗ khác tần xuyên thở dài trong lòng một tiếng sau đó đột nhiên ném ra một viên hình cầu màu đen hình cầu này chỉ lớn chừng quả đấm mặt ngoài có vài chục cái lỗ thủng tựa hồ có đại lượng không khí lượng vòng tại bên trong phát ra tiếng vang bén nhọn à à hình cầu này nháy mắt bay ra ngoài bột phát ra hấp lực vô tận sau đó toàn bộ bầu trời đều bóp méo hết thảy tất cả thật giống như một bức họa bị vò thành một cục sau đó bị hút vào bên trong hình cầu này chuyện gì xảy ra, thứ gì, trên bầu trời, các cường giả nhân tộc thánh điện, từng cái sắc mặt đại biến, ngay cả cầm long võ đế cũng đều cấp tốc lui lại. Nhưng mà, hình cầu kia quá nhanh, nơi nó đi qua, đem tất cả mọi thứ đều hút vào trong đó, mặc kệ là những cái thánh điện cường giả kia, hay là cầm long võ đế, đều không thể may mắn thoát khỏi. Thư, đem những người này hấp thu về sau, hình cầu tiếp tục hướng phía trước phi hành, sau đó mặt ngoài không gian nổi lên ba động, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ tự hồ bị truyền tống đi. Cái này đảo ngược xuất hiện quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, ngơ ngác nói không ra lời. Nhanh lên đem cái tiểu thế giới này dọn đi đi, bọn hắn chỉ là tạm thời bị truyền tống đi, có lẽ rất nhanh liền sẽ dứt trở lại tới. Tần xuyên đối thiên chủ nói. Tốt, thiên chủ nghiêm túc cực cực đầu, sau đó bắt đầu thao túng trận pháp bên trong cái tiểu thế giới đen nhánh này, chuẩn bị dùng không gian xuyên toa đem tiểu thế giới dọn đi loại không gian xuyên toa này cần thời gian chuẩn bị, mà lại không thể bị quấy rầy. Vừa rồi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tự nhiên là không có cách nào dùng, bây giờ lại không có vấn đề, chỉ cần đem hang ổ dọn đi, lại có thể tránh rất lâu. Cha, đó là cái pháp bảo gì a? À, cái thời điểm này, con mắt tần tử lóe sáng tinh tinh mà hỏi. Cầu tiễn người, không có nhiều. Tần xuyên bình tĩnh nói, nhưng trong lòng có chút đau lòng, thứ này, thế nhưng là hắn bỏ ra hơn 8.000 điểm giá trị gọi cha, hồi lâu sau, tiểu thế giới đen nhánh trải qua mấy lần không gian xuyên toa, đi tới một cái địa phương an toàn. Trên thực tế, loại sự tình này, thiên hằng tộc sớm đã xe nhẹ đường quen, dù sao, mấy vạn năm đến nay, bọn hắn vẫn luôn trốn đông trốn tây. Bọn hắn sinh hoạt tại cửu thương giới, thế lực rất khổng lồ, nhưng lại có thể bảo trì không bị dân bản địa cửu thương giới phát hiện, công phu ẩn nút rất là cao minh. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn có năng lực tình báo cường đại, có thể nói toàn bộ thiên hàng tộc đều là người làm việc ngầm tục ngữ nói bệnh lâu thành bác sĩ thật giống như người ở tại trên núi giỏi về leo lên chắc chắn người tại bờ biển giỏi về bơi lội đều là sinh hoạt bức bách từ góc độ này nhìn thiên hàng tộc kỳ thật thật đáng thương mặc dù bọn hắn có lẽ đóng cửa lại rồi la hét muốn ngóc đầu trở lại nhưng là kỳ thật đại đa số người thiên hàng tộc đều không có cái giả tâm kia chỉ muốn an an ổn ổn, ổn sinh hoạt mà thôi nhưng mà lại rất khó làm được trận chiến tranh đoạt thần vật năm đó kia, bọn hắn dốc hết toàn lực, lại tại cửu thương giới gãy kích trầm xa, đại lượng cường giả đỉnh cao vẫn lạc. Nhà dột gặp đêm mưa, cố hương của bọn hắn thiên hành giới, cũng bởi vì đại lượng cường giả đỉnh cao vẫn lạc tha hương, bản nguyên thế giới xói mòn nghiêm trọng, khiến cho toàn bộ thế giới triệt để suy kiệt, hóa thành một mảnh tử tịch chi địa không cách nào sinh tồn. Từ nay về sau, nhiệm vụ chủ yếu các ngươi là thay ta thu thập tình báo, mặc kệ phát hiện bất luận cái sự kiện gì dị thường, đều phải hướng ta báo cáo. Bên trong hội nghị tối cao thiên hàng tộc, Tần Xuyên hai tay chống lấy bàn dài, nửa người trên nghiêng về phía trước, từ trên cao nói xuống. Phía trước hắn. Tấm bàn hội nghị kia rất dài, so với bàn trong phòng họp tổng giám đốc của hắn kiếm trước còn muốn dài hơn, các cao tầng thiên hàng tộc, phân biệt ngồi tại hai bên bàn dài, chỉnh tề, liếc nhìn lại, vậy mà trông không đến cuối cùng. Vâng, tuân mệnh, mọi người cùng kêu lên đáp lại bọn hắn đối tần xuyên vẫn là rất chịu phục dù sao bọn hắn đều là võ đế cường giả đều sẽ tự giác tôn kính người mạnh hơn càng quan trọng hơn là thời điểm khi không phản kháng được không phục trong lòng kìm nén một hơi sẽ chỉ càng thêm khó chịu rất tốt tần xuyên thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng kỳ thật hắn thu phục thiên hàng tộc chủ yếu chính là vì tình báo chỉ có nắm giữ tình báo hắn mới có thể một mực nắm giữ quyền chủ động tỉ như Nơi nào sợi cỏ lại biến dị, nơi nào người giàu có đạt được kỹ thuật khoa học, hắn đều muốn kịp thời biết được, sau đó có biện pháp khai thác. Càng quan trọng hơn là tính toán thời gian, người gia tộc mẫu thân Lâm Nghị, hẳn là cũng sắp giáng Lâm Phương thế giới này, hắn nhất định phải tại ngay lập tức nắm giữ hành tung đối phương, như này mới có thể tránh miễn bị những khách từ thượng giới tới trộn đầu. Phải, nếu như đối phương phát hiện tầng tự trước mà hắn còn không có phát hiện đối phương như vậy đối phương rất có thể trước sờ qua đến đem cha con bọn họ xử lý, nếu như là làm tần tự trước thì còn tốt. Nhưng là trình tự lô giúp bình thường, đều là xử lý uy hiếp lớn trước, lại tra tấn uy hiếp tiểu nhân, cho nên, đối phương nếu như muốn hạ độc thủ, chắc chắn sẽ chọn hắn hạ thủ trước, mà hắn, hơn phân nửa gánh không được. Phương pháp ổn thỏa nhất, chính là chủ động xuất kích chủ động đem tầng bé heo ném ra bên ngoài, ngăn chặn họng súng đối phương. Chỉ cần đối phương trước xuất thủ đối tầng bé heo, sinh ra sát ý, vậy hắn liền đứng ở thế bất bại. Trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Trên bầu trời phiêu đẳng từng đóa từng đóa mây trắng, quể quải, giống như từng đoàn từng đoàn bông nổi lơ lửng. Ông, đột nhiên, không gian chấn động một cơn, sau đó, một cái hình cầu đen nhánh lớn chừng quả đấm, đột ngột xuất hiện. Rầm rầm, hình cầu này không ngừng xoay tròn, cuối cùng ầm vang nổ tung, tan thành mây khói, sau đó, một đám thân ảnh đầu óc choáng váng xuất hiện tại không trung, chính là cầm long võ đế cùng các cường giả nhân tộc thánh điện. Tần xuyên, cầm long võ đế tại ngắn mũi kiềm chế, về sau phát ra một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, khí tức quanh người lăn lộn, chấn vỡ mây trắng đầy trời. Mà những cường giả khác thế thế, đều câm như hến. Hồi lâu sau, cầm long võ đế khôi phục bình tĩnh, hắn hừ lạnh nói, thôn nhật, lần này ngươi đẳng lầm, nhìn xe mưa làm sao cùng ta giải thích, nói xong, hắn nhìn về phía kim thần điện chủ bên cạnh, hỏi nơi này là nơi nào, cấp tốc tính toán ra vị trí tọa độ chính xác. Hắn chuyên tu lực lượng, đối với phương diện thuật pháp nhất khiếu bất thông, thiên văn địa lý, càng là một đoàn bột nhão. Được. Kim thần điện chủ quan trách thiên tượng một chút, ánh mắt hắn thâm thúy, tự hồ có thể xuyên thấu qua ba ngày nhìn thấy sao trời, sau đó cấp tốc tính toán vị trí địa lý. Rất nhanh, hắn đạt được chấm dứt luận, khóe miệng co giật nói ra nếu như ta không có tính sai, nơi này hẳn là khu hoang vu bên ngoài tam tộc cương vực, cũng chính là tán khu. Xoạt, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, những người khác lập tức khó mà bình tĩnh, thậm chí lên tiếng kinh hô. Tán khu. Viễn cổ hung địa, chúng ta vậy mà đi tới nơi này, ngay cả kẻ tài cao gan cũng lớn như cầm long võ đế, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Tán khu, đây là cấm địa cửu thương giới, mà thú vị là, cái diện tích cấm địa này, so với cương vực tam đại tộc đàn cộng lại còn muốn lớn. Thậm chí có thể nói, nó mới là bộ phận chủ thể cửu thương giới, mà tam đại tộc cương vực, chẳng qua là xó xỉnh mà thôi. Nhưng mà, mảnh tán khu này bao la bát ngát, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, đại đạo sụp đổ, linh khí không còn, hoàn toàn ở vào trạng thái mặt pháp. Tại nơi này, đại bộ phận thần thông người tu luyện đều sẽ mất đi hiệu lực, cũng vô pháp điều động thiên địa chi lực, bởi vì, nơi này thiên địa đều là khô kiệt càng đáng sợ chính là nếu như thời gian dài ở chỗ khu vực này lực lượng trong cơ thể sẽ suy yếu không hiểu thật giống như nhận lấy một loại ăn mòn nào đó loại ăn mòn này cùng ăn mòn ở thất bại chi địa không khác lắm nhưng là càng thêm mịt mờ cũng càng thêm cường đại nghe nói cửu thương giới tại trước đây thật lâu phát sinh qua một trận trời sập sáng tạo ra mảnh tán địa đáng sợ này kim thần điện chủ thấp giọng lẩm bẩm nói có người nói là cảm xúc tuyệt vọng trời xanh vẫn lạc, để nơi này biến thành hung địa, cũng có người nói, là cường giả cái thế khó có thể tưởng tượng tại trước khi chết phát ra nguyền rủa làm cho cả thời đại đều biến thành vật bồi tán. Cầm long vỏ đế mặt đen lên, hừ lạnh nói, bất kể như thế nào, chúng ta lần này phiền phức lớn rồi. Cái địa phương này, tiến đến dễ dàng nhưng ra ngoài khó, giống như có lực lượng thần bí đang ngăn trở chúng ta ra ngoài, có lẽ chúng ta sẽ chết tại nơi này. Nói, hắn càng thêm nghiến răng nghiến lợi bắt đầu, ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra gào thét như giả thú tần. Xuyên. Lần sau gặp mặt, ta tất lấy đầu chó ngươi, còn có thôn nhật, nếu không phải ngươi nhiều lần thiên tính cùng bao che hắn, ta đã sớm xuất thủ đem hắn diệt trừ, lại làm sao có cục diện hôm nay, kim thần điện chủ lôi kéo cầm long võ đế, nhỏ giọng nói ra, cầm long, chúng ta vẫn là nhỏ giọng một chút đi, tại tán khu nếu là quá ồn ào, rất có thể dẫn tới một chút đồ vật đáng sợ. Cầm long võ đế nghe vậy, nhớ tới ở trong sách cổ nhìn thấy đôi câu vài lời, lập tức trong lòng cũng có chút run rẩy. Hắn mặc dù là cường giả cực cảnh, thậm chí có thể xưng một trong người mạnh nhất từ xưa đến nay của cửu thương giới. Nhưng là, cái này cái gọi là, từ xưa đến nay, lại có chút trình độ, bởi vì lịch sử cửu thương giới có đứt gãy. Bọn hắn hoài nghi, cửu thương giới tại trước đây thật lâu, có một cái văn minh huy hoàng đến cực hạn. Cùng thời điểm kia so ra, cái gọi là phồn vinh bây giờ của cửu thương giới, chẳng qua là thời đại nguyên thủy ăn lông ở lỗ mà thôi. Cho nên, một ít, đáng sợ đồ vật, bên trong tán khu, là thật rất đáng sợ. Đi thôi, điệu thấp làm việc, xông ra tán khu. Cuối cùng, cầm long võ đế thấp giọng nói. Sau đó mang theo một đám cường giả thánh điện, giống như tiểu thâu, thận trọng hướng về phương hướng cương vực nhân tộc bay đi. Mười phần chật vật. Mà càng là chật vật, phẫn hận trong lòng cầm long võ đế đối với tần xuyên liền càng sâu, thậm chí hận tới mức, ngay cả quắc con tần tử cũng muốn bóp chết, trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Cầm long võ đế cùng đám cường giả nhân tộc thánh điện kia, vẫn không có từ tán khu trở về, cũng không biết tại bên trong gặp cái gì. Mà tần xuyên, ổn thỏa mọi sắp xếp. Hắn lợi dụng thiên hàng tộc hệ thống tình báo, yên lặng giám thị gió thổi cỏ lay toàn bộ cửu thương giới. Hắn kiếp sợ phát hiện, bên trong 10 năm này, đám thiên tài cửu thương giới giống như ăn kích thích mà phát triển căng vọt, hiện ra rất nhiều hạng người kinh diễm. Huyết mạch, thể chất dĩ vãng ngàn năm khó gặp, hiện tại khắp nơi đều thường thường liền xuất hiện hai cái. Đám thanh niên tần xuyên nhận biết, cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, tỷ như Kim Trĩ, Thủy Kinh Nhu, Triệu Vân Sinh, Lâm Nghị, Sở Trung Thiên, Huyền Thiên Cơ, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều nhân vật yêu nghiệt tần xuyên không quen biết, những người này khí vận kinh người, cấp tốc cuộc khởi, huyên náo rất vui mừng mà lại rất nhiều thiên kiêu đều mười phần điệu thấp nếu như tần xuyên không có nắm giữ hệ thống tình báo thiên hàng tộc như vậy hắn cũng không phát hiện được đây chính là tác dụng của số liệu lớn sự tình ra khác thường tất có yêu cửu thương giới vì cái gì đột nhiên giếng phun ra nhiều nhân vật yêu nghiệt như vậy tần xuyên yên lặng phân tích nói hơn nửa nhìn bộ dáng giống như mỗi một cái đều là người đại khí vận cái cửu thương giới này lấy ở đâu nhiều khí vận như vậy để phân bình thường mà nói một cái thế giới chỉ có một cái nhân vật chính nếu như khí vận thế giới tương đối hùng hậu, có thể đồng thời cung cấp nuôi dưỡng hai cái, ba cái nhân vật chính. Thế nhưng là bây giờ, cái cũ thương giới này, giống như khắp nơi đều là nhân vật chính, không chỉ có rất nhiều người bên trong xó xỉnh đột nhiên toát ra một chút vận khí vương, thậm chí rất nhiều người trước đó còn không có khoa trương như vậy, cũng đột nhiên liền đi lên tới mức vận khí nghịch thiên, các loại cơ duyên tùy tiện nhặt, giống như nhân phẩm bộc phát, cái này khiến tần xuyên kinh nghi bất định. Theo lý mà nói, Cửu thương giới bất quá là chỉ là một phương hạ giới, hẳn là còn không nang tàn như thế, vậy bây giờ đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nguyên nhân là tòa cấm kỵ thần Sơn kia, Tần suy nghĩ đến nó có thể là thần vật tới từ thượng giới. Bởi vì chính là vật này, khiến cho cái cửu thương giới vài vạn năm này cấp tốc phát triển, đạt đến tình trạng phồn vinh chưa từng có. Phải biết, cửu thương giới lúc trước thế nhưng là không có cái cảnh giới cực cảnh này, võ đế từ xưa đến nay chính là trần nhà, là cấm kỵ thần Sơn mang đến cái cảnh giới cực cảnh này sáng tạo ra một nhóm cường giả cực cảnh cho nên bây giờ cửu thương giới phát sinh biến hóa lớn như vậy hiểm nghi lớn nhất chính là tòa nào cấm kỵ thần sơn muốn đi xem một chút hay không hắn suy tư trong lòng nhưng là rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này bởi vì cấm kỵ thần sơn là một cái cấm kỵ chi địa chân chính có thể xưng tuyệt địa thứ nhất cửu thương giới căn cứ các cao tầng thiên hằng tộc nói tới kia là một cái địa phương mười phần quỷ dị mà kinh khủng một khi tiến vào, mặc kệ là võ đế hay là cường giả cực cảnh, đều sẽ không cách nào trưởng khống sinh tử của mình. Mọi chuyện đều thật giống tìm vận may. Mà người yếu hơn, càng là ngay cả cơ hội tìm vận may đều không có. Một khi tới gần, trực tiếp liền sẽ bị cổ y áp thần bí kia chấn động đến hình thần câu diệt. Hắn từ trước đến nay lấy ổn thỏa làm chủ, loại tình hiểm sự này mạo vẫn là quên đi. Cha, ta trở về. Cái thời điểm này thanh âm tần tử hưng phấn từ bên ngoài truyền đến, rất có vài phần tư thái dương dương đắc ý tranh công. Thế nào, tần xuyên hiền lành lấy hỏi. Cha, ta lần này ra ngoài, lại gặp mấy cái người đại khí vận. Bọn gia hỏa này, tự cho là đạt vận khí cứt chó liền vô địch thiên hạ, cũng dám khiêu khích ta, tất cả đều bị ta đè xuống đất ma sát. Tần tử mặt mày hớn hở, nói đến nước bọc bay tứ tung, đồng thời dùng ánh mắt còn lại nghiêng liếc phụ thân, tự hồ đang chờ đợi khích lệ ừm không tệ tần xuyên hài lòng gật đầu kỳ thực chiến tích tần tử ở bên ngoài hắn đều biết không chỉ có là bởi vì có tai mắt thiên hàng tộc càng là bởi vì hệ thống nhắc nhở tần tử mỗi đánh bại một cái vận khí vương hắn liền sẽ đạt được một số lớn giá trị gọi cha thanh âm hệ thống giống như đồng tiền rầm rầm vang trên thực tế tần tử chính là bị hắn an bài ra ngoài kinh doanh tại phát hiện những nhân vật thiên tài này có thể là chân mệnh thiên tử về sau hắn liền phát hiện cơ hội buôn bán, thế là bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là để đại lượng thiên hằng tộc tuyên truyền, nói tần tử tài năng ngút trời, là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi cũ thương giới, không chỉ có như thế. Càng là liệt kê ra từng cái chứng cứ, tỉ như trời sinh thần thể, tỉ như ba khối đạo cốt, tỉ như thú thần chi tâm cứ như vậy, hình tượng tần tử liền dựng nên đi lên. Đại bộ phận người trẻ tuổi phổ thông sẽ sùng bái tần tử, thậm chí lấy tần tử là mục tiêu, mà số ít chân mệnh thiên tử, mệnh ta do ta không do trời, thì sẽ cừu thị tần tử, hoặc là trong lòng không cam lòng, hoặc là khịt mũi coi thường. Tần Suy muốn, chính là kéo một đợt địch này ý, sau đó, hắn cố ý an bài tần tử ra ngoài, diễn xuất lưu động, sau đó tại kế hoạch, cùng những cái chân mệnh thiên tử ôm địch ý kia gặp nhau, cứ như vậy, trào phúng cùng khinh thường, cuối cùng rồi sẽ dẫn phát chiến đấu. Đánh mặt diễn ra, tần tử bây giờ đã thành quái vật, bên trong cùng cảnh giới mặc kệ đối phương lợi hại cỡ nào đều là tùy tiện nghiền ép mười năm qua tần tử hết thảy đánh mặt hai mươi mấy cái chân mệnh thiên tử giá cả mỗi cái chân mệnh thiên tử đều tại hai vạn giá trị gọi cha cho nên hắn đạt được khoảng năm trăm ngàn giá trị gọi chắc thể nói là kiếm muộn đây đều là công lao thiên hàng tộc nếu như không có tình báo thiên hàng tộc hắn không có khả năng phát hiện cơ hội buôn bán lớn như thế rất nhiều thời điểm lựa chọn cố gắng lớn hơn bây giờ xem ra hắn lúc trước thu phục thiên hàng tộc là lựa chọn sáng suốt. A, à, đột phá chuẩn đế rồi. Đột nhiên, Tần Xuyên kinh ngạc hỏi: Hắc Hắc, đúng thế. Tần Tử có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Nguyên bản chuẩn bị lại áp chế mấy năm, đem căng cơ lại nện vững chắc một điểm. Kết quả lần này đi tìm kinh nhu sư muội, một cái không có cẩn thận, liền hoàn toàn thả ra chính mình. Tần Xuyên biểu lộ có chút cổ quái, sau đó bình tĩnh nói ra, không có việc gì. Áp chế quá hung ác cũng không tốt, hết thể thuận theo tự nhiên. Ta cũng là nghĩ như vậy tần tử nghe được ý nghĩ phụ thân giống như hắn lập tức thở dài một hơi sau đó hưng phấn nói tần xuyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn lập tức tần tử ho khang hai tiếng ngượng ngùng cúi đầu hồi lâu sau tần xuyên hỏi ta bàn giao ngươi đi xem sư phụ ngươi một chút ngươi đi chưa nàng hiện tại thế nào ừm sư phụ còn tại năm năm trước phát hiện truyền thừa bên trong di tích giống như lần trước ta muốn đi vào nàng không cho ta đi vào tần tử có chút tiếc nuối nói hắn có chút u oán sư phụ hắn cũng không tiếp tục là cái sư phụ lúc trước kia khách khí lạnh nhạt không coi hắn là người mình không phải liền là cái truyền thừa sao mặc dù tiếp nhận cái truyền thừa này cần thân thể trần truồng nhưng là tần tử hắn sẽ nhìn lén sao không thể nào hắn không phải người như vậy cha ngài nói sư phụ làm sao thành như này a à, chẳng lẽ để ta tiến vào còn sợ ta trộn đi thứ gì tần tử biểu môi thầm nói tần xuyên trầm mặt một chút sau đó sâu kín nói ra liền sợ ngươi sau khi đi vào sẽ lưu lại chút vật gì a à, tần bé heo có chút không nghĩ ra tần xuyên cũng lười giải thích trực tiếp nói ra tóm lại sư phụ ngươi không cho ngươi đi vào cũng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi ghi nhớ là được nha tần tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu kỳ thật hắn cũng liền phát một chút bực tức nhưng sao có khả năng hắn thật trách hắn sư phụ đâu cái này thế nhưng là trừ cha bên ngoài hắn người thân cận nhất ông 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 đột nhiên tần tử hình như có nhận thấy thứ gì đó lấy ra một cái ngọc phù đưa tin tập trung nhìn vào bên trong là tin tức kim trĩ truyền đến tần tử sư đệ vận rủi đến rồi nhanh chóng về nhà tìm kiếm cha ngươi che chở tuyệt đối không nên ra ngoài vận rủi cái vận rủi gì tần tử nghi ngờ một hồi sau đó đột nhiên nhớ tới sự tình lúc trước vì kim trĩ chia sẻ vận rủi hắn nhớ kỹ khi hắn đem một nửa vận rủi trên thân kim sư huynh tái giá đến mình trên bầu trời xuất hiện một đạo đầu lâu màu đen tà ác vận rủi kia hình thành đầu lâu trong miệng còn nói trộm bản nguyên ta đều phải chết ấn tượng của hắn rất khắc sâu đằng sau hắn ổn định lại tâm thần suy nghĩ qua đại khái là kim sư huynh trong lúc vô tình cướp đi bộ phận bản nguyên của một vị tồn tại kinh khủng nào đó bị đối phương hạ một loại nguyền rủa nào đó hoặc là ấn ký cừ hận cuối cùng cũng có một ngày muốn thu được bản nguyên mà kia cái gọi là vận rủi không sai biệt lắm chính là một loại đồ vật giống như tọa độ xác định vị tồn tại kinh khủng kia sẽ lần theo vận rủi đi tìm tới cho nên nói vị tồn tại kinh khủng kia đã tìm tới kim sư huynh rồi đột nhiên tần tự sắc mặt đại biến hắn nhìn về phía tần xuyên thỉnh cầu nói cha ta sợ kim sư huynh có nguy hiểm chúng ta đi bạch hạc thiên cung một chuyến đi được tần xuyên không do dự một cái phụ thân tốt chính là tại thời điểm hài tử cần đứng ra, không tìm bất kỳ cớ gì. Hưu, hắn vẫy tay một cái phóng xuất ra một cổ năng lượng, đem tần tử bao vây lại, sau đó xông ra sơn phong ẩn cư, phá không mà đi. Tần xuyên tốc độ rất nhanh. Những nơi đi qua, không gian đều bị vạch phá, lộ ra một đạo khe rảnh đen nhánh thật dài, giống như trời đều đã nứt ra, nhưng là, chỗ bọn hắn chính là cương vực nhân tộc, khoảng cách cương vực thú tộc Bạch Hạc Thiên Cung, vẫn là quá xa. Cha, có phương pháp càng nhanh hay không, ta sợ chúng ta đi trễ, món ăn cũng đã lạnh. Tần tử lo lắng nói. Tần xuyên thầm nghĩ trong lòng không có việc gì, đồ ăn lạnh không quan hệ, cha ngươi ta chính là dẫn ngươi đi đưa đồ ăn. Không sai, hắn sở dĩ không nói lời gì liền mang theo tần tử tiến về bạch Hạc thiên cung, tự nhiên không phải là vì khi cái gọi là phụ thân tốt, mà là muốn đem tần bé heo đưa qua trắng họng súng. Cái quái vật vận rủi kia, đã muốn giết kim trĩ, vậy khẳng định cũng muốn giết tần tự a à. dù sao vận rủi tái giá tương đương với đem phần nhân quả này cũng chia làm hai nửa tần bé heo cùng kim trĩ mỗi người một nửa đương nhiên mục đích chân thực thường thường đều là không thể cho ai biết hắn cũng không có khả năng đem ý nghĩ chân thực nói ra mà là trầm giọng nói ra tốt a à, vì hai tiểu gia hỏa các ngươi cha liền hạ một lần vốn gốc đi xoạt sau một khắc hắn trong tay xuất hiện một viên hình cầu màu trắng cấu tạo khối cầu này cùng cầu đưa người, lần trước không sai biệt lắm, nói trắng ra là nhìn chính là một cái hình cầu. Bạch Hạc Thiên Cung, tay phải hắn đưa quả cầu ném lên đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, sau đó hình cầu này phát ra quang mang vạn trượng, đem hai người bao phủ. Hai người chỉ cảm thấy một trận đầu ván mắt hoa. Rất nhanh, hết thảy khôi phục bình thường, bọn hắn mở to mắt, phát hiện đã đi tới Bạch Hạc Thiên Cung. Quanh, còn không đợi bọn hắn đứng vững, liền nghe được một tiếng tiếng oanh minh vang lên sau đó một đạo hắc ảnh từ trước mắt gào thét mà qua đụng vào dưới mặt đất quanh long long đất rung núi chuyển mặt đất phương viên mấy ngàn mét đều sụp đổ xuống hóa thành một cái mạng nhện che kín sơn phong cùng kiến trúc chung quanh cũng đều chia năm xẻ bảy bụi mù cuồn cuộn đem bầu trời đều che đậy hơn phân nửa trên thực tế lúc này toàn bộ bạch hạt thiên cung sớm đã hóa thành một vùng phế tích các loại đổ nát thê lương sụp đổ trên mặt đất bạch hạc vương tần tử gia mặt run rẩy nghĩ không ra bạch hạc vương ngày bình thường phong độ nhẹ nhàng thực lực cường đại vậy mà chật vật như thế đạo huynh ngươi đã đến bạch hạc vương bị nện xuống dưới đất nhìn thấy tần xuyên về sau trong mắt bắn ra hào quang sáng tỏ hắn phóng lên tận trời cấp tốc vỗ vỗ cho bụi trên người bay đến trước mặt tần xuyên cùng tần tử kim trĩ cùng bạch lộ đâu tần xuyên hỏi vì bảo vệ bọn hắn ta đem bọn hắn nhốt ở bên trong cấm địa kiên cố nhất Bạch Hạc Thiên cung. Bạch Hạc Vương vừa cười vừa nói, cái cấm địa kia có thể ngăn cản quái vật này. Vậy ngươi vì cái gì mình không trốn vào đi?" Tần Suy nghi ngờ hỏi. "Không thể." Bạch Hạc Vương sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói ra, cấm địa chỉ có thể ngăn cản một hồi, không thể ngăn cản trường kỳ, ta đem bọn hắn nhốt vào, mình lại cần tại nơi này ngăn chặn quái vật này, chờ ngươi tới cứu viện." Ngươi làm sao biết chúng ta muốn tới cứu viện, tần tử kinh ngạc nói. Tin tức kia là kim sư huynh phát cho hắn, mà lại từ nội dung nhìn, tự hồ cũng không có ý tứ hướng hắn cầu viện binh, mà kim sư huynh lại đã bị giam tiến cấm địa, không hề giống là bộ dáng cùng Bạch Hạc Vương thương lượng xong. Cái này, sắc mặt Bạch Hạc Vương càng phát xấu hổ, sau đó rón rén lấy ra một cái ngọc phù đưa tin, kỳ thật, tin tức kia là ta phát. Ngọc phù đưa tin của kim trĩ, tại chỗ của hắn, tần tử gia mặt co quắp mấy lần, hít sâu một hơi, sau đó yên lặng dơ lên ngón cái với vị thú tộc vương giả này. Cao, thực sự là cao, chết, đều phải chết mà liền tại cái thời điểm này, một cổ khí tà ác kinh khủng cuốn tới, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại. Ở trên bầu trời, lơ lửng một cái đầu lâu tuyết trắng khổng lồ, trong hai hốc mắt đen nhánh của nó, lơ lửng màu u lam quỷ hỏa, mà trên đỉnh đầu, thì là khói đen mờ mịt, giống như ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Quanh, 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 nó đang va chạm một tòa nguy nga sơn phong mà mặt ngoài sơn phong vỡ vụn rất nhiều lộ ra một đại môn thanh đồng đây chính là quái vật vận rủi kia lực lượng nó quá mạnh chỉ sợ đã vượt ra khỏi cấp độ chân ngã cực cảnh bạch hạc vương sắc mặt nghiêm túc vô cùng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra nếu không phải nó ở vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác chỉ dựa vào mang lực cùng hành động bản năng ta chỉ sợ đã vẫn lạc tần xuyên nhìn xem quái vật kia ánh mắt lại là hiếp lại không có ý thức chỉ dựa vào bản năng hành động đây không phải là càng tốt sao? Cứ như vậy, quái vật này liền sẽ chỉ nhìn chằm chằm kim trĩ cùng tầng bé heo để làm, an toàn của hắn cũng liền có bảo đảm. Hắn nhìn về phía Tần Tử, trầm giọng nói ra, "Tiểu tử, còn nhớ rõ, chúng ta là vì cái gì mà tới sao? A." À. "Cứu người a." Tần Tử hơi lăng, sau đó nói, "Ừm, um, bất quá bất cứ chuyện gì, đều là có cái giá, ngươi hẳn là biết, cái quái vật này thực lực rất khủng bố, nếu như muốn trấn áp quái vật này, cho dù là ta cũng sẽ trả giá rất lớn. Tần tử nghe vậy, nhìn bạch hạc vương chật vật bên cạnh một chút, cùng phiến phế tiếp bừa bộn phía dưới kia, trầm mặt. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu, kiên định nhìn xe mình phụ thân, nói ra, cha, ta cần nỗ lực cái gì, thanh âm hắn có chút phát rung, lại âm vang hữu lực, giống như là một thiếu niên, rốt cuộc bắt đầu nâng lên trách nhiệm của mình. Hắn tại đứng lên trên tinh thần. Không còn nghĩ lại người khác không ràng một trợ giúp, mà là học cách gánh chịu, học xong việc vì chính mình phụ trách, đây là, tự lập, cần nỗ lực cái gì, tần xuyên lắc đầu cười một tiếng, từ ái sờ lên đầu của con trai, nhẹ giọng nói ra, làm cha ngươi, ta không màng bất kỳ vật gì của ngươi, ta muốn nhìn nhất đến, là ngươi trưởng thành. Cha, ta hiểu được, thân thể tần tử rung lên, sau đó con mắt ngập nước nhìn xem phụ thân mình, trùng điệp gật đầu. Trong lòng bị lấp đầy dòng nước ấm vô tận. Đây chính là phụ thân hắn, mãi mãi cũng là vô tư như vậy, bất cứ lúc nào, luôn luôn đem hắn đặt ở vị thứ nhất. Tình thương của cha như núi, không cầu gì khác. Mong đợi, chỉ là hắn trưởng thành, mà hắn trưởng thành là cái gì? Hắn rất rõ ràng, giờ này khắc này, trưởng thành có thể thuyết minh, cũng liền hai chữ mà thôi. Dũng khí, hắn hít sâu một hơi, sau đó chân phải đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo trường hồng ống ánh, hướng phía đầu lâu to lớn kia phóng đi. Ta ít 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 tổ tông ngươi, tay phải hắn nắm chặt, giống như một vòng huy hoàng mặt trời, hung hăng đánh vào đầu lâu đang va chạm với đại môn màu thanh đồng kia. Quanh long một tiếng vang thật lớn, long trời lỡ đất, quang mang chiếu sáng cả bầu trời, sóng xung kích càng quét bốn phương tám hướng. Mà đầu lâu kia bị, gãi ngứa, cung giống như sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi xoay đầu lại. Thời điểm khi nó nhìn thấy tần tử, quỷ hỏa màu u lam trong hốc mắt đột nhiên tăng vọt, sát ý vô tận cuồn cuộn mà đến, người trộm bản nguyên của ta, đều phải chết, nó mở ra miệng rộng, hướng thẳng đến tầng tử thôn phệ mà đến, tại nháy mắt miệng rộng mở ra, hình thể của nó bành trướng vô hạn, tự hồ thay thế trời, ta sợ ngươi hay sao, quanh thân tầng tử quang mang đại tác, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không sợ chết mà hướng phía cái miệng đen nhánh kia đụng tới. Dũng cảm, kiên quyết, nghĩa vô phản cố, đinh. Vong ngã cực cảnh tuẩn tán nô, sinh ra sát ý đối với nhi tử ngài, căn cứ nguyên tắc tình thương của cha như núi, phụ thân nhất định phải thắng, đem tu vi ngài tăng lên tới vong ngã cực cảnh, cũng cùng cảnh vô địch, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Lập tức, Tần Xuyên cảm giác thân thể của mình lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cổ lực lượng vô cùng mênh mông, tràn ngập thân thể cùng nguyên thần. Thậm chí, hắn còn cảm giác được một loại năng lực mới. Trạng thái vong ngã, tiến vào trạng thái vong ngã, về sau có thể ngắn mũi thoát ly cùng thiên địa, vượt qua phạm trù không gian, tránh né hết thảy tổn thương. Đương nhiên, cái này cái gọi là, hết thảy, cũng là tương đối, nếu như là ép cường giả yêu việc vong ngã cực cảnh rất nhiều, tất nhiên nắm giữ lấy thủ đoạn càng đáng sợ, có lẽ có thể cưỡng ép đánh vỡ trạng thái vong ngã. Thư, mà lúc này, tần tử giống như một viên thiên thạch đánh tới cái miệng đầu lâu kia, giống như chu an bị cho ăn. Hắn gắt gao nhắm mắt lại. Hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước, giờ khắc này, hắn dứt bỏ hết thảy sợ hãi, cái này không chỉ có là dũng khí, cũng là tín nhiệm đối với phụ thân hắn. Phụ thân tuyệt đối sẽ không để hắn chết, đã như vậy, hắn chỉ cần xông về trước là được, cần gì e ngại, quanh rốt cục, một tiếng tiếng nổ kịch liệt vang lên, quang mang kinh thiên, bầu trời phương viên vài vạn dặm, ầm vang vỡ vụn giống như tấm gương, trầm trầm, gió lốc cuồng bạo cuốn tới, đem bên tai tóc dài tầng tử thổi bay múa, mà hắn chậm rãi mở ra mắt. Phía trước bầu trời vỡ vụn, đã hóa thành một mảnh hư không hắc ám, một cổ bạo tạc sinh ra quan mang chướng mắt cùng sóng xung kích khủng bố, giống như sóng thần cuốn tới, giống như muốn đem hết thảy đều bình định. Mà một đạo bóng lưng quen thuộc che ở trước người hắn, ngăn lại tất cả sóng xung kích, vì hắn chống lên một mảnh bầu trời. Bóng lưng kia. Áo trắng như tuyết, thẳng tắp như núi, cha hắn khẽ gọi một tiếng, thanh âm có chút run rẩy, tự hồ cảm động cùng e ngại vừa rồi đè nén xuống, lúc này cùng một chỗ bộc phát ra. Loại cảm giác này, để hắn muốn khóc thật giống như rất nhiều ủy khuất, thời điểm mình một thân một mình đều có thể tiếp nhận, thế nhưng là khi thấy người thân cận nhất, lại đột nhiên khóc lên. Ngươi làm rất tốt. Tần Xuyên chậm rãi quay đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng mà hiền lành. Gương mặt hắn mỉm cười, tại dưới quang mang chiếu rọi, lộ ra lóa mắt phá lệ, đồng thời lộ ra ôn nhu. Chết, đều phải chết mà lúc này, thanh âm ngơ, ngơ ngơ ngát ngát kia vang lên lần nữa, chỉ thấy một viên đầu lâu khổng lồ, chậm rãi dâng lên loại cảm giác kia. Thật giống như đứng tại bên vách núi, nhìn thấy một tôn quái vật khổng lồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt từ bên dưới vách núi dâng lên, vật kia quá lớn, bởi vì khoảng cách quá gần, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà không nhìn thấy toàn cảnh, lăng. Tần xuyên hừ lạnh một tiếng, như người nâng lên tay trái, sau đó cổ tay đột nhiên phát lực, nhấn ra đối với phía trước. Một cái nhấn này, nhìn như tùy ý, nhưng mà lực lượng sinh ra kia, lại là đủ để nghiêng trời lệch đất, quanh đầu lâu khổng lồ kia, vậy mà oanh một tiếng đã bị chia năm xẻ bảy nổ nát vụn thành hàng ngàn hàng vạn mảnh bay rớt ra ngoài quả thực tồi khô lạp hủ nhưng mà những cái mảnh vỡ kia bay ngược mấy vạn mét về sau vậy mà bắt đầu dựng lại giống như là sớm đã được lập trình tất cả mảnh vỡ vừa vặn bay đến vị trí tương ứng sau đó bắt đầu dán lại khôi phục nguyên hình nhưng mà mặc dù như thế hình thể của nó cũng nhỏ đi một vòng khí tức suy yếu không ít chết đều phải chết nó thấp giọng thì thầm hai đoàn quỷ hỏa màu u lam trong mắt vậy mà chậm rãi từ trong hốc mắt thoát ly mà ra sau đó cấp tốc bành trướng hóa thành hai viên mặt trời màu u lam vô cùng nóng rực hướng phía tần xuyên cùng tần tử đánh tới quanh long long hai viên mặt trời này quá kinh khủng những nơi đi qua hư không đều đang vặn vẹo vô số hỗn độn chi khí sôi trào như nước nóng đốt trời nấu biển đã không đủ để hình dung loại uy lực này cái này hoàn toàn là lực lượng cấp bậc diệt thế nếu như là thế giới chỉ có võ đế phổ thông lực lượng như vậy, thật đủ để diệt thế. Nhưng mà, tần suy mặt không đổi sắc, tay phải hắn đột nhiên nắm lại, một quyền đảo ra, mênh mông chi lực ầm vang một phát. Âm. Âm, gần như đồng thời, hai viên mặt trời màu u lam kia đồng thời nổ tung, không chỉ có như thế, quyền quan hóa thành cột sáng, lần nữa đánh vào phía trên đầu lâu. soạt xoạt, đầu lâu vỡ vụn, đại lượng mảnh vỡ lần nữa bay rớt ra ngoài, muốn bắt đầu lần nữa gây dựng lại. Nhưng mà, còn không đợi bọn chúng gây dựng lại năm ngón tay phải tần xuyên mở ra đột nhiên nắm lại về phía hư không kia ông vùng hư không kia phản phất bị một bàn tay vô hình bắt lấy kịch liệt co vào đem những cái mảnh vỡ kia đè ép thành một đoàn a à, bên trong mảnh vỡ tuyết trắng truyền ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết đồng thời bắn ra ngọn lửa màu u lam thật giống như một đống băng khô bốc cháy lên rống từng đạo ngọn lửa màu xanh lam kia hội tụ hóa thành một đạo thân ảnh già nu mơ hồ hư ảnh già nua kia ngửa mặt lên trời thép dài một tiếng. Lập tức, giam cầm chi lực mà Tần Xuyên vừa dùng, lại bị xông phá, đồng thời có một cổ sức mạnh rất khủng bố hướng phía Tần Xuyên phản phệ mà đến. Thứ gì, sắc mặt Tần Xuyên biến hóa, cái hư ảnh già nu này, hơn phân nửa là một điểm ý thức còn sót lại của cái đầu lâu tà ác này khi còn sống. Nói cách khác, cái lâu đầu này thời điểm còn sống, không phải chỉ có vong ngã cực cảnh, hệ thống là căn cứ lực lượng hiện tại của nó đánh giá cảnh giới. Trước đó hệ thống nhắc nhở nói, nó là tụng tán nô, hẳn là là một người chết theo được hiến tế vào trong cái mộ tán kinh khủng nào đó. Tần Xuyên trong đầu nháy mắt hiện ra rất nhiều ý nghĩ, cái đầu lâu này trước khi chết đều siêu việt vong ngã cực cảnh, lại chỉ là một cái người chết theo, như vậy chủ nhân mộ địa kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái cũ thương giới này không đơn giản a, à? lúc trước hắn coi là đây chỉ là một thế giới hạ giới phổ thông, nhưng là 10 năm này hiện tượng thiên kiêu quật khởi, 10 phần không bình thường lại tăng thêm cái tuẩn tán nô kinh khủng này, hắn cơ hồ có thể kết luận, cái này cửu thương giới có gì đó quái lạ. Mà lại hắn trước đây không lâu hiểu rõ đến, cửu thương giới có một mảnh tán khu to lớn vô biên, có thể là văn minh tiền sử của thế giới này lưu lại. Cho nên nói, cửu thương giới tại trước đây thật lâu, rất có thể là thế giới huy hoàng tới mức cực hạn, tại sau khi phá diệt, muốn khôi phục rồi, thế giới khôi phục, nghĩ đến cái từ này, hắn trong lòng liền có loại kích động không hiểu, cái này chẳng phải là nói, lại sẽ xuất hiện bó lớn cơ hội buôn bán cùng cơ hội mạnh lên. Quanh Long, không kịp nghĩ nhiều, cổ phản vệ chi lực kia đã cuốn tới, giống như ức vạn lôi đình, đồng thời đánh vào trên thân Tần Xuyên. Cường giả vong ngã cực cảnh bình thường, tại phía dưới cổ lực lượng này, chí ít đều muốn trọng thương, thậm chí vứt bỏ nửa cái mạng, nhưng là Tần Xuyên nội tình thâm hậu cỡ nào, chỉ gặp hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đều đang phát sáng, giống như mỗi một cái tế bào trong cơ thể đều hóa thành vĩnh hằng thần lô, dâng lên quan diễm, để thân thể của hắn hóa thành bất diệt chi thể, không thể phá vỡ. Ken ken ken, thân thể của hắn phát ra tiếng vang trầm trầm liên tiếp, giống như vô số côn thép không ngừng đập vào phía trên chung lớn. Cuối cùng, hắn chống đỡ cái cổ phản vệ chi lực này. Diệt cho ta, sau đó, chân phải hắn đột nhiên đạp mạnh vào hư không, phía sau hiển hiện một đôi cánh chim vàng ống, nghịch thời gian mà lao thẳng hướng cái đạo hư ảnh già nu kia. Phốt cả người hắn ống ánh vô cùng, giống như một thanh trường mâu, tại một phần ngàn tỷ dây quán xuyên cái đạo hư ảnh già nu kia. Ta không cam tâm A thanh âm già nu kia, tự hồ truyền ra một tiếng nghẹn ngào trầm thấp, sau đó tan thành mây khói, mà đống xương vỡ từ đầu lâu kia, cũng cấp tốc hóa thành tro bụi. Tuẩn tán nô, hoàn toàn chết đi. A, à, đây là cái gì? Đột nhiên, Tần Xuyên đang nghe truyện trên TV audio CV phát hiện, một khối lệnh bài màu vàng xanh, từ bên trong tro bụi những cái xương đầu kia rơi xuống tới khối này lệnh bài toàn thân màu vàng xanh không biết là làm bằng vật liệu gì trung ương điêu khắc một cái đồ đằng cùng loại với phiến lá lệnh bài này phải cùng cái mộ tán kia có liên quan kim trĩ có lẽ sẽ biết một chút cái gì tần xuyên trong lòng tính toán sau đó nói ra đối với bạch hạc vương đem hai cái tiểu gia hỏa kia thả ra đi được bạch hạc vương thở dài một hơi sau đó rất mau đánh mở thanh đồng đại muôn kia kim trĩ cùng bạch lộ công chúa bay ra kim sư huynh tần sư đệ, tần tử cùng kim trĩ cấp tốc phóng tới đối phương, sau đó nhiệt tình ôm nhau tại không trung. Cố nhân gặp mặt, hết sức thân mật. Tần xuyên cùng bạch hạt vương lẳng lặng đứng tại bên cạnh, mặc cho ba người trẻ tuổi ôn chuyện. Hồi lâu sau, tần xuyên đem lệnh bài kia vứt cho kim trĩ, hỏi cái này đồ án, ngươi biết sao, cái này, kim trĩ sắc mặt biến hóa, tự hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi đây là từ đâu tìm tới là trong thi thể cái quái vật vận ruỗi kia rơi ra ngoài tần xuyên bình tĩnh nói thì ra là thế thì ra là thế ta đã hiểu kim trĩ bừng tỉnh đại ngộ cười khổ nói ta rốt cục biết cái vận rủi này là từ đâu mà đến rồi nguyên lai là từ trong hầm mộ kia đi ra chuyện gì xảy ra bạch hạc vương nhíu mày hỏi mộ tán cái mộ tán gì cái tiểu tử này cho tới bây giờ không có đã nói với hắn a kim trĩ thở dài một tiếng khổ sở nói ai chuyện này còn phải từ ta năm đó lưu vong cương vực thú tộc nói lên. Lúc ấy, tử vân học cung bị yêu tộc công phá, ta vào truyền tống trận ngẫu nhiên, rơi vào một chỗ gò núi vắng vẻ cương vực thú tộc, cái địa phương kia rất hoang vu, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, chính là tại một cái mảnh đất nghèo như này, ta vậy mà ngẫu nhiên phát hiện hai cái gia hỏa lén lén lúc lúc. Khi là một cái thanh niên túng tú, cùng một người mập mạp mặt trường bào luyện đan sư màu trắng, hai người này nhìn qua thì là dạng chó hình người, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn làm đại sự gì, kết quả. Vậy mà là đang trộm mộ, kim trĩ mười phần kinh bị nói ra, ta nhìn thấy hai người kia tại trước một cái mô đất đốt lên ba nén hương, còn làm bộ bái lạy một cái, sau đó, bọn hắn đem gò núi sang bằng, phía dưới gò núi kia, vậy mà là cửa vào một cái mộ huyệt. Lối vào kia có rất nhiều trận pháp, lít nha lít nhít, để ta nhìn cũng choáng váng. Nhưng là hai tên gia hỏa kia tự hồ cũng rất am hiểu trận pháp, thậm chí có thể nói là trận pháp quỷ tài, hai người hợp tác, vậy mà rất nhanh liền đem những cái trận pháp kia mở ra một lỗ hổng, sau đó vào giống như chó chui qua tường. Ta nhìn thấy trên vách đá cửa vào mộ huyệt, liền điêu khắc cái đồ án này, không sai, chính là cái đồ án này, Kim Trĩ cẩn thận nhìn lệnh bài trong tay một chút, vững tin gật đầu, sau đó tiếp tục nhớ lại. Lúc ấy ta cảm giác cái mộ táng này rất bất thường, sợ bên trong có nguy hiểm, liền không dám đi theo vào. Đương nhiên, ta cũng không có trực tiếp rời đi, bởi vì ta phát hiện, hai gia hỏa này ngoại trừ trận pháp lợi hại, giống như thực lực cũng đáng nhìn, đã như vậy, tự nhiên là người gặp có phần. Cho nên, ta ngay trông coi tại mặt ngoài động khẩu, chuẩn bị chờ bọn hắn sau khi đi ra, lại yêu cầu một điểm chỗ tốt. Ta đợi chừng nửa tháng, hai gia hỏa này mới từ bên trong leo ra, cũng không biết được bao nhiêu chỗ tốt, vậy mà thực lực bạo tăng, liền xem như ta, cũng chỉ có thể đánh 10 cái bọn hắn. Sau đó, ta liền nhảy ra đánh cướp cái mập mạp kia mười phần vô sĩ vậy mà trực tiếp liền quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đồng thời không ngừng từ trong không gian giới chỉ xuất ra đồ tốt cầu ta tha cho hắn một mạng bộ dáng kia muốn bao nhiêu cháu trai có bấy nhiêu cháu trai ta lúc ấy bị đồ vật hắn xuất ra hôn mê đầu buông lỏng cảnh giác kết quả cái đồng bọn kia của hắn mà vậy mà tại lặng lẽ chuẩn bị truyền tống trận cho nên một thô nát không cẩn thận vậy mà để bọn hắn chạy thoát rồi cái mập mạp kia trước khi đào tẩu còn hướng trên thân ta ném đi một đoàn đồ vật đen sì ta chủ quan không có tránh ta nghĩ cái này vận rủi chính là tới như thế nói xong kim trĩ bóp cổ tay thở dài hắn không có đọc qua sách không có văn hóa nên ăn thua thiệt tần xuyên cùng tần tử nghe vậy lại là đột nhiên liếc nhau một cái phụ tử hai người đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng vẽ cổ quái bàn tề đại sư chu mặt căn cứ miêu tả kim trĩ bọn hắn gần như có thể khẳng định trộm mộ kia chính là hai gia hỏa này bởi vì hai gia hỏa này đều có thiên phú trận pháp rất mạnh bàn tề đại sư thích trộm mộ chu mặt thích trộm đồ mà trộm mộ kỳ thật cũng là một loại trộm đồ cho nên hai người cùng chung chí hướng mà lại hai người thời điểm tại mảnh vỡ đại lục liền đã bắt đầu tổ đội đào mộ tổ rất nhiều gia tộc hai gia hỏa này thật đúng là tiền đồ a không chỉ có mò tới chủ đại lục thậm chí ngay cả khủng bố như vậy mộ tán đều có thể tới lui tự nhiên tần xuyên hiếp mắt thầm nghĩ trong lòng kỳ thật nói đến hai gia hỏa này đi đến con đường như vậy không thể thiếu hắn chỉ điểm có thể nói hắn là người dẫn đường cho hai người hiện tại xem ra rõ ràng chính là hai người kia đánh cắp đồ vật trong mộ sau đó dùng phương thức quỷ dị đem cừu hận cùng nguyền rủa quái vật trong mộ chuyển dời đến trên thân kim trĩ bạch hạc vương ngưng trọng nói loại gia hỏa này cả ngày chui vào trong một người khác rất quỷ dị thật đúng là không thể tùy tiện treo chọc bạch lộ công chúa cũng rùng mình một cái mà tần xuyên lại là nhìn xem kim trĩ nói ra cái kia mộ tán ở nơi nào mang ta tới nhìn xem được kim trĩ gật gật đầu rất nhanh một đoàn người tại dưới kim trĩ chỉ dẫn đi tới một chỗ vắng vẻ thú tộc cương vực nơi này rất hoang vu mênh mông vô bờ đất vàng khắp nơi mặt đất đều là vết tích khô nứt không có thảm thực vật màu xanh nhiều lắm là có mấy cây cỏ dại khô héo đung đưa trong gió giống như tóc trắng thưa thớt đỉnh đầu thay khô. Quanh long long, còn chưa tới mục đích, mọi người liền nghe được một trận âm thanh chấn động kịch liệt truyền đến, sau đó, liền thấy một tòa hòn đảo đen nhánh, từ mặt đất chậm rãi dâng lên, hội tụ gió lốc bát phương, lơ lửng tại không trung. Mà phía dưới mặt đất, xuất hiện một bồn địa to lớn, một mảnh đen kịch, tựa như vực sâu không đáy. Chính là nơi đó, kim trĩ kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra, cái mộ tán kia, vậy mà biến thành một tòa đảo phù không. Ông ông ông, tại mọi người nhìn chăm chú, mặt ngoài đảo phù không màu đen nhánh màu kia, dần dần biến mất đi, giống như là một cái màn hình màu đen trắng, từ bên trong năm tháng hồi phục lại, biến thành cảnh tượng chân thực. Ken, 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 từng đạo tiếng chung uy nghiêm mà trầm lắng, từ bên trên đảo phù không kia truyền ra, tựa như là chung tan, lại hình như chung sáng sớm. Đồng thời, có thanh âm uy nghiêm mà già nua, tại trên bầu trời quanh quẩn ra, vô cùng hùng hậu, tự hồ vang vọng chư thiên. Tại bên trong tịch diệt thức tỉnh, tại bên trong rách nát khôi phục, ức vạn năm vội vàng trôi qua, lại mở mắt thương hải tan điền, đại mộng của ta sớm giác ngộ, xưa nay, truyền thừa đã mất, thang trời không còn, chúng sinh như kiến. Người mang lệnh bài, có thể nhập thanh diệp thiên tông ta, soạt, sau một khắc, trên trăm đạo quang mang màu vàng xanh, từ bên trong đảo phù không bắn ra, giống như khổng tước xòe đuôi, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Theo lý thuyết, loại đồ vật này nhìn ngu bức vô cùng, là sẽ khiến vô số cường giả tranh đoạt, tại cửu thương giới nhất lên tinh phong huyết vũ. Nhưng là, tần xuyên trách trời thương dân, không nguyện ý nhìn thấy thảm kịch phát sinh ở giữa mọi người, kết quả là, hắn vung tay lên. Xoạt, lực lượng bàn bạc nháy mắt phong tỏa bát phương thiên vũ, mà lệnh bài bốn phía kia, toàn bộ rơi vào bên trong hắn trưởng khống. Bởi vì cái gọi là, phù sa không lưu ruộng ngoài. Loại chuyện tốt này, Đương nhiên muốn chơi lũng đoạn á, cha, như này, không tốt a à, tần tự yếu ớt nói, hắn cảnh giác nhìn xem đảo phù không, trong lòng có điểm hoảng. Sợ cái lão giả phát ra lệnh bài kia, sẽ từ đảo phù không sông xuống tới diệt bọn hắn. Hắn không thể không sợ. Bởi lão giả kia vì trang bức quá cao, cho người ta một loại cảm giác, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, trong lòng kính sợ không hiểu. Không cần lo lắng. Tần suy mặt không đổi sắc, hẳn nhiên nói một cái hạ người từ trong phần mộ bò ra tới kéo dài hơi tàn mà thôi phô trương thanh thế không đáng để lo hắn đứng chắp tay có chút ngẩng đầu lên nhìn về phía đảo phù không ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh nhàn nhạt, nhạt cùng khinh thường tựa hồ hắn biết rất nhiều nhưng là hắn chính là không nói là thế này phải không tần tử kinh ngạc nhìn mình phụ thân trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại dáng vẻ tự tin của cha cho hắn cảm giác an toàn lớn nhất kỳ thật hắn không biết chính là tần xuyên mặt ngoài vẫn như lão cẩu trong lòng cũng là hoảng hốt thậm chí đã sớm đổi điểm lấy quả cầu chạy trốn vạn hành lão giả thần bí bên trên đảo phù không kia cũng không có hành động gì tự hồ cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì đến cùng là không biết hay là lười nhác quản lại hoặc là căn bản không có năng lực quản cho nên làm bộ không biết đối với cái này tần xuyên quyết định đi tìm tòi nghiên cứu một chút đi thôi chúng ta vào xem tần xuyên bình tĩnh nói sau đó lấy ra mấy khối lệnh bài để bạch hạc vương kim trĩ bạch lộ công chúa tần tử mỗi người một khối lão giả kia nói đạt được lệnh bài có thể nhập thanh diệp thiên tông nói cũng phải có thể gia nhập thanh diệp thiên tông trở thành đệ tử bọn hắn cũng có thể có thể nói là có thể tiến vào thanh diệp thiên tông lệnh bài này tương đương với bằng chứng ra trận đạo huynh thật không có vấn đề sao bạch hạc vương cầm lệnh bài do dự một chút hắn đứng cấp độ tương đối cao, cho nên ngược lại lo lắng càng nhiều so với người tuổi trẻ. Cơ duyên luôn luôn làm bạn cùng nguy hiểm, mỗi người đều có lựa chọn của mình, các ngươi có đi hay không, tự mình quyết định. Tần Xuyên bình tĩnh nói. Nói xong, hắn mang theo tần tử hướng đảo phù không bay đi, tần bé heo tự nhiên là kiên định đi theo cha, không có bất luận cái gì chần chờ. Cha, chúng ta, bạch lộ công chúa trưng cầu nhìn xem bạch hạt vương, kim trĩ cũng nhìn xem hắn, tự hồ hết thảy để hắn làm chủ bạch hạc vương suy tư một chút sau đó trên mặt lộ ra một vòng tự dẻo thở dài nói ra có thể là ta già lá gan nhỏ đi ta luôn cảm thấy này địa phương có chút bất thường nếu là xảy ra bất trắc sợ là chúng ta rất khó tự vệ cho nên vẫn là không đi đi được nghe nhạc phụ bạch lộ công chúa cùng kim trĩ đều gật gật đầu bọn hắn đã hỏi thăm ý kiến bạch hạc vương liền đương nhiên phải nghe nếu như người ta nói không nghe cần gì phải đến hỏi Bạch Hạc Vương thấy hình, trên mặt tự dẻo càng đậm, cười khổ nói nếu là tần tử tại đảo phù không bên trên đạt được cái truyền thừa gì, tương lai viễn siêu các ngươi, đến thời điểm các ngươi có thể hận ta hay không, sẽ không. Kim Trĩ cười lắc đầu, thoải mái cười một tiếng lấy thiên phú tần sư đệ, siêu việt chúng ta là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu là không vượt qua được, kỳ mới kỳ quái đó. Người sống một đời, không cần thiết khắp nơi cùng người ta ganh đua so sánh, có ít người vừa ra đời liền thắng, ganh đua so sánh quá nhiều, chính là tự tìm phiền não mặc kệ cái thế giới này về sau sẽ trở nên thế nào chỉ cần một nhà ba người chúng ta có thể an an ổn ổn sinh hoạt chung một chỗ là đủ rồi bạch hạc vương kinh ngạc nhìn con rể của mình cái gia hỏa này nghe nói không có đọc qua sách lại có giác ngộ như vậy thật sự là khó được a à, ừm kim đại ca nói đúng cha chúng ta trở về đi bạch lộ công chúa vừa cười vừa nói tốt đi thôi bạch hạc vương gật gật đầu sau đó vung tay lên, mang theo hai người cấp tốc phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Mà bên này, tần tử sắp tới gần đảo phù không quay đầu nhìn thoáng qua, thở dài nói ai, bọn hắn đi, bỏ qua một cọc đại cơ duyên. Người có chí riêng, không cần để ý, tần xuyên bình tĩnh an ủi một câu, trên thực tế, tại hắn đá bê giá, quyết định Bạch Hạc Vương là phi thường sáng suốt. Đừng nói Bạch Hạc Vương chỉ có chân ngã cực cảnh đỉnh phong, liền xem như hắn, nếu như không có hệ thống bàn thân, cũng không dám đi vào. Dù sao, lão giả kia trước đó nói, hoàn toàn chính xác rất dọa người, cho người ta một loại cảm giác cường giả vô thượng tái nhập thế gian. Ông, tại thời điểm hai người tới gần đảo Phù Không, quả nhiên, mặt ngoài đảo Phù Không hiện ra một đạo màn sáng trong suốt. Cái màn sáng này lộ ra một cổ khí tức vô cùng cổ xưa, tự hồ trải qua ức vạn năm năm tháng, nhưng bất hủ như cũ, đại khí bàn bạc, tuyên cổ vĩnh tồn, đông, Tần Xuyên thử nghiệm đưa bàn tay đặt tại bên trên màn sáng, sau đó âm thầm phát lực, lực lượng vô địch vong ngã cực cảnh, mãnh liệt mà ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn cảm lực lượng giác mình, giống như một dòng suối chảy vào trong biển rộng bình thường, không thể nhấc lên mảy may sóng gió. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được, một cổ vĩ ngạn chi lực mênh mông đến không cách nào hình dung, giống như bắn ngược mà đè ép mà tới. Soạt, hắn nhanh chóng thu tay về, Lúc này mới không có bị cổ phản lực kinh khủng kia làm bị thương Nhưng cũng toát mồ hôi lạnh cả người Cha, thế nào? Tần tử kinh ngạc hỏi Không có việc gì Cái màn sáng này rất kiên cố Bằng vào tu vi trước mắt của ta cũng vô pháp trung chuyển Chỉ có thể dùng lệnh bài thử một chút Tần xuyên bình tĩnh nói Căn cứ kinh nghiệm của hắn Chỉ cần bình tĩnh thừa nhận sự tình mất mặt Như vậy trình độ mất mặt Liền sẽ hạ xuống chí x70 ừ. Tần tử gật gật đầu sau đó đem lệnh bài lấy ra, dán tại phía trên màn sáng kia. Ông, chỉ thấy một cổ quan mang từ trên lệnh bài khuếch tán ra, sau đó màn sáng nhộn nhạo lên một tầng hình tròn gợn sóng, một cổ lực hấp dẫn từ phía trên truyền đến, trực tiếp đem tầng tử hút vào. Thật giống như xuyên qua một tầng màn nước, tầng tử xuất hiện ở một bên khác màn sáng. Tần xuyên thấy thế, cũng xuất ra lệnh bài, bắt chước làm theo, tiến vào bên trong màn sáng. Hoa lập tức hắn cảm giác mình tiến vào một cái thế giới ấm áp ướt át, sinh cơ bừng bừng, mỹ diệu vô hạn. Nhưng mà sau một khắc, trong đầu của hắn oanh minh kịch liệt, giống như một cái thế giới bàn bạc, dũng mãnh nhét vào trong đầu hắn, oanh long long, oanh long long, tại trước mắt của hắn, tự hồ có cự sơn thần nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, như cự thần sừng sững, để linh hồn người cũng vì đó run rẩy. Lại có từng tòa thiên cung vĩ ngạn lơ lửng, ức vạn đạo thần quang, cổ khí tức uy nghiêm mà kinh khủng kia, phản phất có thể trấn áp chư thiên, thậm chí còn có cường giả khủng bố khó có thể tưởng tượng, đứng tại đỉnh của cửu thiên, phất ống tay áo một cái, vô số thế giới phá diệt, sao trời vẫn lạc. Cha, tê hanh âm tần tử vang lên, tần xuyên cảm giác cánh tay của mình bị kéo một chút, sau đó ý thức thanh tỉnh lại. Cha, ngài thế nào, tần tử kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, thấy được một chút đồ vật ngươi không thấy được. Tần xuyên lắc đầu nói. Sau đó, hắn lần nữa phóng nhãn nhìn lại phát hiện trước mắt chỉ có từng tòa sơn phong thấp bé cùng mảng lớn phế tích cung điện hẳn là ta nhìn thấy chính là dáng vẻ nơi này trước kia tần xuyên trong lòng kinh nghi không chừng càng thêm tin chắc suy đoán của mình đối với thế giới khôi phục cửu thương giới tại trước kia có lẽ thật rất mạnh mạnh đến vượt quá tưởng tượng chỉ là về sau bị thương cái đảo phù không này ở bên ngoài nhìn xem không phải rất lớn nhưng là sau khi tiến vào không gian bên trong lại hết sức rộng lớn mảng lớn phế tích mênh mông vô bờ. Tần xuyên mang theo tần tử hướng phía hòn đảo ở giữa bay đi. Bởi vì bình thường mà nói, ở giữa đều là trung tâm khu vực, nếu có vật gì tốt, vậy hơn phân nửa cũng là ở vị trí giữa. Trên đường đi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cũng không có binh vỡ vụn khí hoặc là hài cốt thảm liệt. Tự hồ, nơi này hủy diệt cũng không phải là bởi vì chiến đấu, mà là bởi vì, một loại tai nạn không thể kháng cự. Chẳng lẽ là trời sập trong truyền thuyết cần suy nghĩ đến mấy năm này tiếp xúc đến một chút bí mật viễn cổ, đây là hắn tại tàn thư cổ lão thiên hằng tộc trông được đến. Hồi lâu sau, hai người rốt cục đi tới trung ương hòn đảo này, kia rõ ràng là một cái quảng trường khổng lồ tỏa ra ánh sáng lung linh, quảng trường này hùng vĩ dị thường, tản mát ra thần quan ngũ thải, mà xuyên thấu qua quan mang nhìn lại, bên trong quảng trường vậy mà ngồi xếp bằng chỉnh tề vô số thân ảnh. Đều là thạch nhân, những người này sinh động như thật, biểu lộ an từ ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân tràn ngập khí tức thần bí. Giống như sinh lại giống như chết. Không sống không chết. Trên quảng trường Lít Nha Lít Nhít ngồi mấy vạn cái thạch nhân, nhìn ngoại hình cùng trang phục, tự hồ cũng là đệ tử cái tông môn này. Mà trung ương quảng trường, đứng sừng sững lấy một cái thang to lớn, giống như kim tự tháp, chia làm chín tầng, mỗi một tầng đều ngồi xếp bằng một số người. Càng lên cao người càng ít. Tự hồ đẳng cấp xâm nghiêm, nếu như nói bên ngoài mấy vạn người, là đệ tử phổ thông của tông môn, như vậy người bên trên cái thang, chính là các cấp cao tầng tông môn. Người ở ba tầng dưới, từng cái tản ra khí tức kinh khủng, cách thật xa cũng làm người ta run rẩy trong lòng. Mà người ở ba tầng tiếp theo, khuôn mặt liền bắt đầu mơ hồ, tự hồ bao phủ mê vụ, cho người ta một loại cảm giác cao thâm mạc rắc Mà người ba tầng phía trên, thân ảnh như thật như ảo, bọn hắn giống như vẫn luôn tại nơi đó, nhưng lại giống như chưa từng tồn tại tiến vào đạo trường, nhưng phải nhận truyền thừa. Thanh âm già nua kia vang lên lần nữa, tựa như là đạo thân ảnh tầng thứ 9 trên cái thang kia phát ra. Tiêu miểu mà uy nghiêm. Ông ông ông, lệnh bài trong tay tầng xuyên cùng tầng tử, đều bắt đầu rung động dữ dội, phát ra quang mang màu vàng xanh chói mắt, đồng thời sinh ra một cổ sức kéo, tự hồ muốn lôi kéo hai người tiến vào quảng trường. Cha, làm sao bây giờ, tầng tử có chút khẩn trương hỏi. Người đứng tại nơi này không cần đi lại, ta đi vào trước nhìn xem tần xuyên dạng dò một tiếng liền hít sâu một hơi chậm rãi hướng phía quảng trường đi đến hắn cũng có chút khẩn trương đồng thời đã chuẩn bị xong quả cầu truyền tống một khi tình huống không đúng lập tức chạy trốn một bước hai bước ba bước rốt cục hắn tiến vào quảng trường ông tại nháy mắt hắn bước vào quảng trường một đạo quan trụ từ trên trời giáng xuống đem hắn bao phủ sau đó trong đầu hắn xuất hiện một đạo thân ảnh như thật như ảo, rõ ràng là thân ảnh trên cầu thang tầng thứ 9. Người này đưa lưng về phía hắn. Tự hồ vô tận xa xôi, lại tự hồ đang ở trước mắt, cho người ta một loại cảm giác rất ảo. Người rốt cuộc đã đến, người hữu duyên. Bóng lưng người kia nhìn rất trẻ trung, phát ra, lại là thanh âm già nua vô cùng tan thương. Ngươi, ngươi là ai? Tần Xuyên làm bộ khẩn trương hỏi. Ta. Ha ha, người kia ý vị thâm trường cười cười, nói ra, tính danh đã sớm quên, nhưng mà thế nhân đều gọi ta là Thanh Diệp Đạo Quân. Ngài tìm ta có chuyện gì?" Tần Xuyên lộ ra lo sợ vẻ bất an. "Tiểu gia hỏa, đừng khẩn trương, ngươi đã cầm lệnh bài đi vào nơi này, đó chính là người hữu duyên với bản tọa." Thanh Diệp Đạo Quân ôn hòa cười một tiếng, sau đó nói ra, "Bản tọa muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi nguyện ý sao?" "Cái gì?" Tần Xuyên quá sợ hãi, tự hồ có chút kinh hỉ, lại có chút lo lắng, cuối cùng trầm giọng hỏi, cái này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hắn biểu hiện ra một cái cảnh giác mà người bình thường vốn có, chỉ có dạng này mới có thể để cho mình nhìn như cái người bình thường. Ha ha, tiểu gia hỏa rất thanh tĩnh. Thanh Diệp đạo quân cười cười, nói ra trở thành đệ tử bản tọa, đích thật là một phen thiên đại cơ duyên, nhưng là trên trời cũng hoàn toàn chính xác không có đĩa bánh tự rớt, bản tọa thu ngươi làm đệ tử, tự nhiên cũng là có mưu đồ thanh diệp thiên tông bây giờ vẫn là trạng thái phong ấn như cũ những người này chúng ta còn muốn thật lâu mới có thể triệt để khôi phục lại nhưng là có một loại phương pháp lại có thể để chúng ta nhanh chóng khôi phục lại đó chính là cùng thiên mệnh giao hòa thanh diệp thiên tông ta yên lặng ức vạn năm sớm đã cùng thiên mệnh hiện tại không hợp nhau chỉ có để nhân vật thiên tài thời đại này gia nhập thanh diệp thiên tông mới có thể để cho chúng ta một lần nữa cùng thiên mệnh tương dung từ đó sống lại mà nhân vật thiên tài gia nhập càng nhiều, thiên phú cùng khí vận càng mạnh, tốc độ chúng ta khôi phục liền sẽ càng nhanh. Như này sao? Tần Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó hỏi vậy nếu như không có thiên tài gia nhập, các ngươi còn có thể phục sinh sao? Có thể, chỉ là sẽ chậm rất nhiều. Mà thời gian đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Thanh Diệp đạo quân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sâu kín nói ra bởi vì sắp phục sinh, cũng không chỉ Thanh Diệp Thiên Tông chúng ta a. À phong ấn đã buông lỏng cái thế giới này sắp toàn diện khôi phục đến thời điểm đó mọi thứ đã từng biến mất hết thảy đều sẽ trở về đây là đại cơ duyên vô thượng cũng là tai nạn cho nên nhất định phải chiếm trước tiên cơ khôi phục tần xuyên ra vẻ khiếp sợ hỏi cái này thế giới hẳn là đang ngủ say sao chẳng lẽ nó còn có quá khứ huy hoàng ha ha nào chỉ là huy hoàng thanh diệp đạo cung lắc đầu cười một tiếng ánh mắt thâm thúy nói ta không biết nó bây giờ gọi tên là gì cũng không biết nó hiện tại đã sa đọa thành hình dáng ra sao nhưng là nó trước kia tên là huyền hoàng thiên tần xuyên nghe vậy rung động trong lòng trời tự xưng là trời giờ này khắc này không cần giải thích quá nhiều hắn liền đã có thể cảm nhận được loại huy hoàng cùng cường đại kia thanh diệp thiên tông ta tại huyền hoàng thiên trước kia cũng là tông môn đạo thống cực kỳ cường thịnh cho nên ngươi nguyện ý trở thành đệ tử bản tọa sao thanh diệp đạo tôn ôn hòa nói nguyện ý tần xuyên làm bộ kích động nói ngươi đã đáp ứng, vậy bản tọa truyền cho ngươi kinh văn truyền thừa của thanh diệp thiên tông, nhất diệp già thiên kinh. Nói xong, đại lượng văn tự kim sắc từ trên thân hắn khuếch tán mà ra, nhanh chóng chui vào thể nội tần xuyên. Lập tức, tần xuyên cảm giác được một loại kinh văn mênh mông, bao la, huyền ảo vô tận, cấp tốc lạc ấn tại trong đầu mình. Thật mạnh, tần xuyên kinh hải, kinh văn như này, đủ để cho chiến lực của hắn lần nữa tiêu thăng một mảng lớn. Hắn cùng cảnh vô địch, là mang lực vô song mà kinh văn đại biểu cho kỹ xảo cực hạn dùng kỹ xảo khống chế mang lực có thể phát huy ra chiến lực không thể tưởng tượng nổi hồi lâu kinh văn truyền thừa hoàn tất thanh diệp đạo quân nói ra truyền thừa kinh văn thanh diệp thiên tông ta cũng liền sinh ra nhân quả từ đây ngươi chính là đệ tử thanh diệp thiên tông ta đương nhiên đây chỉ là truyền thừa cơ sở thanh diệp thiên tông ta tương lai ngươi còn có thể đạt được càng nhiều mà lại đợi đến thanh diệp thiên tông ta hoàn toàn giải phong về sau ngươi còn sẽ có được một cái tông môn vô cùng cường thịnh làm chỗ dựa tần xuyên yên lặng gật gật đầu hắn biết đối phương là một loại cảnh cáo uyển chuyển mềm mỏng khuyên hắn đừng có dị tâm ánh mắt phải nhìn lâu dài nhưng mà cảm giác đạo đức mãnh liệt trong lòng hắn đã luôn luôn nói cho hắn biết làm người không thể quá tham lam mà hắn rất tán thành những lệnh bài kia tại trên thân ngươi sao hồi lâu thanh diệp đạo quân giống như cười mà không phải cười hỏi. Khụ khụ, ta trước đó cảm thấy đây là bảo bối, liền một mạch thu hết, cái này tần xuyên xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu, tự hồ có chút ngại ngùng. Thôi được, vậy thì do ngươi đi chọn lựa đệ tử đi, ngươi làm sư huynh một thời đại này, có thể thay sư phụ thu đồ. Cái này, không tốt ta, tần xuyên lộ ra một tia ngại ngùng, tự hồ thật ái ngại. Không có gì không tốt. Thanh Diệp Đạo Quân lắc đầu, sau đó cổ vũ nói ra ngươi là người thứ nhất đi vào nơi này là người hữu duyên thanh diệp thiên tông ta tương lai coi như thanh diệp thiên tông hoàn toàn giải phong ngươi cũng sẽ là thiên kiêu hạch tâm nhất lão già này đang muốn là mình bánh nướng trong lòng tần xuyên hiện lên một ý nghĩ như vậy mà mặt ngoài lại là lộ ra có chút kích động trên mặt hắn đỏ bừng lời thề son sắc ôn quyền nói ra đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh tốt ngươi đi đi một tia linh thức này của bản tọa miễn cưỡng từ thể nội khuếch tán ra đến không kiên trì được bao lâu. Thanh Diệp đạo quân mỏi mệt nói. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, mà thân ảnh cũng biến thành mờ đi, tự hồ lập tức liền muốn biến mất. Chậm đã, Tần Xuyên kêu một tiếng. Còn có chuyện gì, Thanh Diệp đạo quân xoay người, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đương nhiên, Tần Xuyên căn bản nhìn không rõ mặt của hắn. Tần Xuyên không tốt ý tứ nói ra, nhi tử ta ở ngay tại bên ngoài đạo trường, muốn để hắn tiến đến bái kiến một chút hay không, Thanh Diệp đạo quân suy tư một chút, sau đó gật đầu nói ra, vậy liền để hắn vào đi. Tốt, Tần Suy mừng rỡ trong lòng, sau đó hướng Tần Tử bên ngoài đạo trường kêu gọi nói, tiểu tử, vào đi. Đến rồi, Tần Tử vui sướng lên tiếng, sau đó liền nhanh chóng chạy vào, ánh mắt hắn sáng lấp lánh, còn tưởng rằng có chuyện tốt gì chứ. Ông, rất nhanh, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ Tần Tử, lập tức, trong đầu Tần Tử, cũng xuất hiện thân ảnh Thanh Diệp đạo quân ba người giống như bị kéo vào cùng một cái nhóm chát. Tại trong đầu, có thể nhìn thấy lẫn nhau. Tiểu tử, vị này là Tần Xuyên chủ động giới thiệu thanh diệp đạo quân một chút. Sau đó lại giới thiệu Tần Tử một chút. Ừm, rất không tệ. Thanh diệp đạo quân đánh giá Tần Tử một chút, sau đó gật gật đầu, trong giọng nói tự hồ mang theo vài phần thưởng thức. Mà Tần Tử cũng khiêm tốn vài câu. Thế là, ngắn mũi hàng huyên về sau, Thân ảnh Thanh Diệp Đạo Quân biến mất, ý thức của hắn tự hồ thật không thể rời đi thân thể quá lâu. Liền, cứ như vậy, Tần Tử Ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút choáng váng. Hắn chạy tới gặp trưởng bối, không phải hẳn là có lễ gặp mặt, hoặc là có cái cơ duyên gì sao, làm sao cái gì cũng không có mò được, đã như vậy, để ta tới đây làm gì? Đương nhiên vì hố ngươi, Tần Xuyên trong lòng cười thầm. Hắn đặc biệt để Tần Tử chạy tới cùng Thanh Diệp Đạo Quân làm quen, vì chính là về sau chuyển rời cừu hận cái gọi là oan có đầu nợ có chủ chờ hắn hố thanh diệp đạo quân về sau bản thân mình trốn đi đến thời điểm thanh diệp đạo quân tìm không thấy hắn tự nhiên là tìm con trai hắn nợ cha con trả thiên kinh địa nghĩa đi thôi tần xuyên cười cười không có quá nhiều giải thích liền mang theo tần tử rời đi đảo phù không thông qua vừa rồi quan sát hắn phát hiện ý thức thanh diệp đạo quân tự hồ không cách nào nhìn thấy đồ vật bên ngoài đạo trường. Bởi vì tại trước khi hắn nói ra tần tử, đối phương tự hồ cũng không có phát hiện tần tử ngoài sân rộng, mà khi nhìn đến tần tử lần đầu tiên, đối phương biểu hiện ra một tia chấn kinh, hơn phân nữa là cảm thấy chấn kinh đối với thiên phú tần tử. Mặc dù đối phương che giấu rất khá, nhưng là lại làm sao giấu giếm được siêu diễn viên có nhiều năm trong nghề như hắn, bởi vậy có thể thấy được phạm vi bao phủ ý thức của đối phương, chỉ có quảng trường này mà trước đó hắn cướp đi những lệnh bài kia, về sau bên trên đảo phù không hoàn toàn không có động tĩnh, hơn phân nửa cũng là nguyên nhân này. Thế là, hắn hoàn toàn có thể xác định, đối phương ở vào bên trong trạng thái phong ấn rất sâu. Chỉ cần rời đi cái đảo phù không này, mặc kệ hắn dày vò làm sao, đều gối cao không lo, thanh dịp đạo quân cũng không có biện pháp nhảy ra cắn hắn, rất nhanh. Hai cha con bay ra khỏi đảo phù không. Mà lúc này, trên bầu trời phía ngoài, Vậy mà lơ lửng hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái khí thế ngập trời, uy nghiêm bất phàm. Đều là thú tộc võ đế, những người này lơ lửng tại trên bầu trời, bên ngoài cơ thể đều có vòng xoáy mây đen xoay tròn, điện thiểm sấm sét, giống như đại lão tuyệt thế. Các ngươi tại bên trong đạt được thứ gì, giao ra, trong đó một vị võ đế đầu sư tử lạnh lùng nói, nó bên mặt hất hàm sai khiến, mang theo uy nghiêm thượng vị giả. Lăng. Tần Xuyên lạnh lùng phun ra một chữ. Quanh cùng lúc đó, uy áp phong ngã cực cảnh, giống như thiên uy giáng lâm, trấn áp tại trên thân võ đế đầu sư tử. Ngươi, võ đế đầu sư tử hoảng sợ thất sắc, căn bản không kịp phản kháng, thân thể giống như thiên thạch nhập vào bên trên đại địa. Quanh long, đất trung núi chuyển, bụi mù ngập trời. Một cái hố thô đo đường kính ngàn mét, xuất hiện tại phía trên đại địa, đáy hố hiện đầy khe hở mạng nhện, mà võ đế đầu sư tử kia, nằm dạng chân, thê thảm co quắp tại trung ương cái hố sư đế, cực cảnh cường giả, cái này chung quanh hơn 10 vị thú tộc võ đế tại ngắn mũi rung động, về sau nhau nhau sắc mặt trắng bệch, sau đó kinh sợ hướng tần xuyên hành lễ. Không biết tiền bối ở đây, chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa, còn xin tiền bối thứ tội. Xin tiền bối thứ tội, tần xuyên nhà nhạc hơi lườm bọn hắn, nói ra người không biết không tội, không cần kinh hoảng. Đa tạ tiền bối, tiền bối lòng dạ rộng lớn, những thú tộc võ đế này đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhau nhau nói lời cảm tạ, còn có mấy phần lấy lòng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.